Sau 15 năm kể từ ngày dự án khu công nghiệp An Nhật Tân, huyện Tân Trụ được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 9 tháng 9 năm 2008, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai. Tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 vừa qua, cử tri bày tỏ mong muốn dự án sớm thực hiện để phát triển kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân địa phương. Dự án khu công nghiệp An Nhật Tân được phê duyệt từ năm 2006 với diện tích 120 ha, với tổng vốn đầu tư là 1.360 tỷ đồng, trong đó vốn góp là 390 tỷ đồng. Là một cử tri sinh sống tại xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, gia đình bà Phấn cùng nhiều hộ dân có đất nằm trong dự án khu công nghiệp An Nhật Tân. Bà cho biết đây là khu công nghiệp duy nhất trên địa bàn huyện Tân Trụ đã triển khai trên 15 năm và thu hồi đất của người dân nhưng đến nay vẫn là bãi đất trống. Điều này gây lãng phí nguồn lực, người dân trong khu vực bị mất quyền lợi, việc làm khó khăn nên phải đi nơi khác để làm công nhân. Mong muốn lớn nhất thì coi như là đẩy nhanh tiến độ để phát triển khu công nghiệp. Cũng phải muốn cho để thành lập khu công nghiệp để con cháu mình có thể là mình còn làm được, làm có thể là có chỗ làm, chỗ ăn, chỗ làm. Tại buổi tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ cho biết, nhà đầu tư xây dựng khu tái định cư cho dự án này không đúng thiết kế, nên người dân đã khiếu kiện đến tòa án trong thời gian rất dài. Đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Và hiện nay thì cũng nói thật với bà con là cái khu công nghiệp An Nhật Tân này, khi mà chuyển nhượng cho Dạng Thịnh Phát thì cũng có dính dáng đến vấn đề đất đai có liên quan. Cho nên là hiện giờ thì chính phủ đang tháo gỡ và huyện cũng sẽ kiến nghị với tỉnh để chính phủ và Bộ Công an sớm tháo gỡ để cái khu công nghiệp này nó sẽ phát triển. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ, dự án khu công nghiệp An Nhật Tân khi hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng sẽ mở ra hướng phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư ngày càng nhiều cho huyện Tân Trụ nói riêng và tỉnh Long An nói chung.